바람이 불어온 그 밤에 꺼진 Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với phần 2 của video ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Thì tiếp tục là con mã A36 này, cao tầng 1 lít đời 2020. Và giá bán vẫn là 290k các bác nhé. Đấy, tình trạng là con này nó bị dạn hai vết chỗ này. Đấy, cũng là vẫn những vết dạn truyền thống này. Chỗ này một vết và chỗ này một vết. Phần nắp răng bên trên thì cũng còn khá là ok các bác nhé. Nắp răng bên trên còn khá là ok, tí nó ngả màu nhưng còn rất là dai này. Đối với dòng này cho các bác mua về trải nghiệm thì với cái chi phí khá là thấp, 290k bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đối với những bác khách quen thì không cần cọc, nhưng những bác khách mới thì vui lòng đặt cọc cho em. Đấy, để lấy cái niềm tin nhận hàng các bác nhé. Một vết xước này, còn tất cả tổng thể men đều đẹp này. Đấy, ok cho các bác. Và tất cả là đều dùng điện 100V. Hàng bên em trước khi gửi đi cho các bác đều dán chữ tiếng Việt. Còn bác nào mà cảm thấy là không tự tin với cái cách sử dụng thì bên em sẽ quay video hướng dẫn chi tiết cho các bác nhé. Tiếp tục là một con Hitachi áp suất này, mã A37 này. Áp suất 1 lít đời 2007 này, 350k bao ship cho các bác này. Đấy. Dòng này thì nắp hơi bên trên của con này nó cũng còn khá là đẹp các bác nhé. Áp suất bi này, đối với cái dòng này các bác để nấu cháo, kho cá, kho thịt, hầm xương thì khá là ok. Còn nói về nấu cơm thì em không thích cơm của cái phân khúc này, cho nên là em không đánh giá cao về chế độ nấu cơm ngon của dòng này. Con này thì nó có một cái hộc bên trên này, nó giống như một cái hộc để gia vị, hộc để gia vị ở trong một cái món ăn nào đấy, ví dụ như món hầm, thuốc bắc hay là cái gì đấy, thì các bác về tự nghiên cứu và khai thác nha. Son của con này thì tương đối đẹp, ngoại trừ một vết bị một cái vết chỗ này là nó hơi lớn một chút, là nó bị nám thôi chứ không phải là chóc các bác nhá. Đây, cái vết này nó gọi là bị nám màu trắng và vài vết chấm này. Nó con này cái lòng này nó cũng giống kiểu bị nám màu. Thôi còn tổng thể nó khá là đẹp các bác nhá. Đấy, tổng thể khá là đẹp luôn. Ok chưa? Đối với cái dòng áp suất này các bác có kho cá, kho thịt, nấu cháo, hầm xương thì quá ok luôn. A37 áp suất 1 lít đời 2007, 350k bao ship. Tiếp tục là một con A38 áp suất 1 lít đời 2012 của Hitachi, 310k bao ship. Con này khá là nặng luôn các bác nhá. Cho nên là con này tiền ship khả năng nó phải lên đến 45 và 50.000. Nhưng mà tuy nhiên là em sẽ đổ đầu và em vẫn bao ship cho các bác với cái giá là 310k. Đấy, gọi là cái giá bán cho các bác về trải nghiệm hàng Nhật nó như thế nào. Chứ còn thật ra với cái giá bán này em để em lấy đồ thì nó có khi nó còn lời hơn là bán hàng cho các bác. Nhưng đôi khi mình hy sinh một chút để cho các bác có sự trải nghiệm. Bởi vì khi các bác mua cái nồi rẻ tiền, các bác nấu nó ok thì chắc chắn cái nồi cao tiền nó còn ok hơn. Đấy. Tình trạng ngoại hình như thế này các bác nhá, nó cũng có phần nó hơi móc méo một chút. Đấy. Nắp hơi bên trên cũng còn khá ok này. Riêng dòng Hitachi thì nó cái phần nắp hơi của nó kết cấu nó khá là phức tạp. Đây, này về mình đánh vệ sinh kỹ đi thì nó sẽ ok thôi. Đối với những cái mã phân khúc tiền rẻ thì bên em sẽ chú trọng để làm cái phần mạch điện cho nó sạch sẽ và nó bền. Còn cái phần vệ sinh bên trong phần mạch điện thì bên em đã xử lý rồi, còn vệ sinh bên ngoài thì cái này về các bác chịu khó là vệ sinh qua đây nhé. Đấy, mặc dù em đã vệ sinh, đã test cơm và cơm ăn được luôn chứ không phải là test cho chín cơm để đổ cơm đi nhé, đều test cơm để ăn cơm được luôn. Đấy. Tuy nhiên là những cái chỗ mà nó bẩn xung quanh thì phải đánh thật kỹ nó mới ra, thì các bác chịu khó phải đánh giúp em. Đây, tình trạng son của con này là nó chóc khá là nhiều này. Đây, một vết này. Đây, gọi là chóc nặng này các bác ạ. Đấy, cho nên về con này về các bác là kho cá kho thịt thôi. Kho cá kho thịt nấu cháo hầm xương. Hoặc là các bác có thể lấy cái phần mạch điện và các cái phụ kiện của con này thì cái giá tiền như thế này nó quá là ok luôn nhé. Đấy, đôi khi mua một cái mạch điện như thế này cũng phải ít nhất là phải 250. Đấy, mua một cái son này xấu thì xấu thật, nhưng mua một cái son này cũng phải 70. Đấy, chưa kể là các cái phần phụ kiện của nồi, nắp hơi, màn hình như thế này thế kia, thì giá bán trải nghiệm cho các bác là 310k bao ship tận nhà các bác nhé.
Tiếp tục là con mã A39 này, cao tần 1 lít, con này bị mất tem, em đã sơn lại vỏ này. Và giá bán là 400k bao ship cho các bác nhé. Một con Tiger có chế độ cơm cháy. Một con Tiger 1 lít có chế độ cơm cháy cho các bác luôn. Đấy, ngoại hình thì phần vỏ này em đã sơn lại rất là đẹp này. Còn phần nắp bên trên này nó cũng bị bạc màu theo thời gian này. Đấy, cái chỗ nắp hơi này nó cũng bị bạc màu này. Đây các bác nhìn thật kỹ nhá. Tình trạng nó có như nào em quay cho các bác xem này. Đấy, cái màu của nó bị bạc đi rồi. Phần nắp hơi chỗ này thế nó bị cái hơi nóng nó cũng bạc màu đi rồi. Đấy, còn cơm thì vẫn phải nấu ngon nha các bác. Nó xấu thì nó xấu nhưng vẫn phải nấu ngon các bác nha. Đây là tình trạng nồi bên em khi bán ra thị trường và bán ra đến tay người tiêu dùng. Son của con này thì cũng bị cũng tương đối các vết chấm li ti này. Đấy, nhìn tổng thể nó còn không còn được đẹp. Nhưng cái dòng Tiger này thì nấu cơm là em đánh giá là cơm rất là ráo. Đấy. Nhưng dòng Tiger nó là chùm của nấu cơm cháy. Và cái chế độ nấu của nó khá là ráo cơm. Đây, cái chỗ này nó có một vài vết xước chân thành nha các bác này. Đấy, vài vết xước chân thành nhé. Còn ngoài ra là các chấm li ti. Con này em cam kết cho các bác không bị dính cơm. Nếu bác nào nấu con này mà bị dính cơm em trả lại tiền và đền gấp đôi. Đấy. Với tình trạng như vậy thì còn khá là ok nhé. Mã A39 cao tần 1 lít của Tiger có chế độ nấu cơm cháy 400k bao ship. Tất cả đều dùng điện 100V các bác nhé. Riêng nồi bên em bán các bác lưu ý là đều dùng điện 100V. Còn con nào ngoại lệ thì em sẽ báo cho các bác sau. Còn tổng thể thì nó vẫn là điện 100V. Đây tiếp tục là con A40 này, cao tần 1 lít đời 2014 của Suzuki này. Giá bán là 470k bao ship này, điện 100V nha các bác nhé. Bác phải lưu ý cho em là điện 100V, tình trạng lắp răng bên trên còn mới tinh. Như thế này thì nói mới thì nó cũng hơi quá đáng, nhưng nó không hề cũ một tí nào luôn. Chẳng qua là nó bị bẩn một tí, khi mình vệ sinh đánh bóng là nó sẽ như mới thôi. Son của con này thì bị một vết chấm lớn và 2-3 vết chấm li ti. Đây, vết này lớn nhất thì to gấp 3 lần những ngòi bút này. Đấy, 3-4 lần những ngòi bút, còn ngoài ra là một vài cái vết chấm không đáng kể các bác nhé. Con này thì em cũng cam kết cho các bác là không bị dính cơm đâu. Đấy, cam kết và khẳng định cho các bác là con này không bị dính cơm và tổng thể men em đánh giá vẫn là đang là cái chất men nó vẫn đang còn là đẹp. Ngoại trừ nó bị tác động, nó bị chóc mất 3 vết thôi. Đấy, con mã A40 cao tần 1 lít đời 2014 470k, đã dán chữ tiếng Việt, nấu cơm ngon lành, đã vệ sinh bên trong. Đấy. Tiếp tục là con A41 này, cao tần 1 lít đời 2008 này, 740k nhé. 740k Nationan van tròn. Thì thực tế đối với dòng Nationan van tròn hay là Navas thì phân khúc tầm giá của nó dao động từ 300, 400, 500, thậm chí có những con tiền triệu. Nó tùy thuộc vào cái lòng nó đẹp hay không và lớp răng bên trên nó còn xanh hay không. Thì thực trạng của con này là lớp răng bên trên còn khá là xanh các bác nhé. Đấy. Lớp răng bên trên còn khá là xanh đẹp này. Răng phụ cũng còn đẹp này. Đấy, cái răng phụ này các bác nhé, còn đẹp nhé. Son của con này thì đạt đến 94-95%. Đấy. Nó không còn giữ được cái độ bóng ở cái phần đáy son ở giữa này thôi, còn xung quanh vẫn là đang kim tuyến nhé. Chưa hề bị một vết chấm nào nặng bằng ngòi bút, chưa có một vết chấm nào bằng ngòi bút. Tổng thể là đều đẹp, ngoại trừ được cái phần đáy nhô lên là nó không còn bóng nữa thôi, còn men vẫn ok các bác nhé. Đấy. Tổng thể nói chung là em đánh giá con này là ok. 740k bao ship, điện 100V. Mã A42 này, một con Mitsubishi cao tần 1 lít đời 2013 này. Giá bán cho các bác là 400k này. Mitsubishi có chế độ chọn gạo riêng, chế độ nấu riêng, khá là dễ sử dụng. Và nếu mà chọn gạo riêng thì nó còn có cái chức năng gọi là nấu cháo gạo lứt các bác nhé. Thì đôi khi một số nồi là chỉ có chức năng nấu cháo chứ không có nấu cháo gạo lứt. Nhưng riêng thằng Mitsubishi này nó bóc tách từng chế độ nó khá là chi tiết. Đấy, kể cả nấu cơm của nó cũng 3 chế độ, nấu cứng, nấu mềm, nấu bình thường. Đây, lòng của nó cũng bị một số các vết chấm này các bác này. Nhiều chứ không phải là một số đâu. 1, 2, 3, đếm thì giống như đếm sao trên trời ấy. Nên các bác nhìn đi. Các bác nhìn tổng thể này. Cam kết không dính cơm nhé.
Với tình trạng này cam kết cho các bác là không bị dính cơm. Đấy, xoong đấy. Ok chưa ạ? Tổng thể men nó còn đẹp. Chẳng qua là nó bị các cái vết chấm thôi. Đây, nắp hơi bên trên cũng còn bóng loáng xanh đét này. Đấy các bác, bóng loáng và xanh đét nhé. Gòn phụ xanh đét hơn này. Đấy. Hôm nay đi kiếm được mấy con cá lóc với lại ít mồi cho nên làm mấy ca bia nên là lên sóng hơi muộn rồi các bác. Nên là em chia video làm hai phần, thì phần 1 đã phát rồi. Thì các bác xem xong thì các bác xem phần 2 là phần này. Thì các bác ưng mã nào, các bác vui lòng gọi điện cho shop theo số điện thoại 0354243636. Thì ưng mã nào các bác báo thì bên em sẽ lên danh sách đặt hàng cho các bác nhé. Các bác xem video thấy hàng bên shop ok, các bác vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Còn vấn đề hàng hóa như thế nào thì cũng vui lòng nhờ các bác đóng góp ý kiến. Đấy, mọi sự đóng góp ý kiến của các bác đều là mang tính chất chân tình góp ý. Em xin cảm ơn. Tiếp tục là con A43 này, cao tầm 1 lít đời 2014 này, 520k của Juri Juicy nhá. Đều đã dán chữ tiếng Việt ngon lành cành đào hết này, vỏ ngoài khá ok này. Vỏ ngoài tổng thể khá ok các bác nhá. Đấy. Nắp hơi còn đẹp này. Doang xoong thì tổng thể cũng đẹp. Xoong tổng thể cũng đẹp, ngoại trừ các cái vết này là cái vết nó rất là bé này các bác. Các bác nhìn trên điện thoại thì nó óng lên cái màu trắng. Nhưng nhìn thực tế thì em cảm nhận con này mức độ xoong con này phải đạt đến 92-93%. Những cái nhăm nhăm là mình nhìn thấy, nhưng mà mình khi mình sờ vào thì cái men của nó không bị chóc. Đấy. Tình trạng con này thì 5 năm nữa các bác mới bị dính cơ. Đấy, nếu các bác dùng mà các bác dùng cọ lòi các bác đánh là em chịu rồi. Còn nếu mà mình chỉ dùng khăn lau giả lau thì có thể 5 năm nữa nó vẫn chưa bị dính cơm đâu các bác nhé. Còn về chất lượng của nồi Nhật như thế nào thì các bác cũng sẽ tìm hiểu được. Tuy nhiên là nó bền không vẫn là do mình. Bền nó không, nó là do cách sử dụng của mình, cách vệ sinh của mình. Mình sử dụng đúng cách, mình vệ sinh đúng cách thì cái nồi của mình nó sẽ bền. Đơn giản như khi các bác nấu cơm, khi mà trời nắng thì các bác có thể là đem cái nồi cho các bác phơi cho nó khô ráo, cái phần mạch điện nó không bị ẩm ướt. Thì bất kể những cái đồ dùng gì mà nó dùng điện mà cái mạch điện của nó khô ráo thì nó tuổi thọ của nó đều rất là cao các bác nhé. Đấy, chứ còn cái gì mà nó ẩm ướt thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là bị rò rỉ điện, bị rỉ chân linh kiện, thì lúc đấy thì chất lượng sản phẩm nó sẽ bị phụ thuộc khá là nhiều. Cho nên là lưu ý với các bác, ngoài cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ thì hôm nào trời nắng các bác có thể là vệ sinh xong này, các bác tháo cái phần nắp hơi này ra. Đấy, tháo phần nắp hơi ra các bác phơi khô, hoặc là các bác phơi khô cả cái nồi này nha. Đấy, các bác lấy xoong ra ngoài vệ sinh sạch sẽ phơi khô này. Tình trạng xoong con này như thế này luôn các bác này. Đấy, nó cũng bị vài cái vết chấm li ti nhá, mà nó cũng có chế độ nấu cơm cháy nhá. Con Tiger này có chế độ nấu cơm cháy, phần miệng là họ để cái giá đồ bánh là nó cũng bị chóc một số điểm này. Đấy, nhưng mà cái này thì không ảnh hưởng đến cơm. Đấy, lòng xoong này có tay nhựa hai bên này và bị một vài vết chấm ở phía bên dưới này. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em nhé. Đấy, một số cái vết chấm bên dưới này, đây là bụi này. Thì các bác nên đem cả cái nồi này ra các bác phơi ngoài nắng nhá, để cho nó khô cái phần mạch điện. Thì đồ điện khi mà nó khô ráo, nó không bị ẩm ướt thì chắc chắn nó sẽ bền hơn. Cái con A44 cao tần 1 lít đời 2015 này, 430k các bác nhé. Còn các bác xem mã nào thì xem thật kỹ, nếu mà còn thấy lăn tăn vấn đề gì thì cứ vui lòng gọi điện lại cho shop. Còn các bác kết bạn được Zalo để shop sẽ quay và gửi hình ảnh cho các bác xem cụ thể hơn. Đấy, tiếp theo là một con Mitsubishi cao tần 1 lít đời 2008, mã là A45, giá bán cho các bác là 1,2 triệu. Con này thì ngoại hình nó cũng không còn đẹp nữa các bác ạ. Tổng thể thì đẹp nhưng nhìn kỹ thì các cái phần nhựa này nó cũng đã bị đây này, nó cũng đã hơi mùn cái phần nhựa lớp ngoài này. Đây, khi em cạo tay là nó sẽ ra cái màu trắng này các bác này. Đấy, thì cái này là về các bác, thật ra thì nó chỉ xấu thôi chứ nó cũng không liên quan trực tiếp đến cơ. Đấy, nó không liên quan và tiếp xúc trực tiếp đến cơ. Và một là các bác có thể về dùng giấy nhám các bác đánh sạch đi là ok này. Hai là các bác cứ vệ sinh sạch sẽ hàng ngày là nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, với cái giá bán 1,2 triệu đối với một con nồi 1,8 mà bao cơm ngon cho các bác,
thì thực sự để mà tìm thì nó cũng không nhiều đâu các bạn. Đấy, tình trạng son thì nó cũng một vài vết chấm ở dưới đáy nồi thôi. Đấy, một vài vết chùi dưới đáy nồi này. Đấy các bác nhá. Nhưng con này cũng cam kết không bị dính cơm cho các bác luôn này. Bởi vì thực tế mà nói với các bác rồi, để tìm được cái hàng 1.8 mà nó đẹp nó rất là khó luôn. Đấy, chứ không phải là kể cả giá nó cao cũng được, nhưng không thể tìm được cái hàng đấy ở cái số lượng nhiều được. Đấy, về là con nào là các bác đã đặt hàng trước rồi. Cho nên là các bác dùng 1.8 thì nó phải chấp nhận một cái tình trạng đó là lòng nồi nó gần như nó không được đẹp như mình mong muốn đâu. Đấy, và thứ hai là giá của nó lại cao. Đây các bác nhé, các bác ngắm thật kỹ cái con 1.8 này, và nó cũng là cái con cuối cùng của video ngày hôm nay, mã A45 cao tần 1.8 đời 2008, giá bán là 1.200.000. Ngoài ra thì bác nào đặt hàng cái mã nồi mới, cái mã nồi mới Juliusi cao tần đóng cước 1.8 thì các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại đang được trên màn hình. Đấy, thì hôm vừa rồi em về một lô thì cũng đã bán được hơn một nửa rồi. Đấy, hàng nguyên phụ kiện đập hộp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì xem lại cái video cách đây mấy ngày em có lên em review về cái mã này nồi này rồi. Đấy, một con nguyên thùng xốp, nguyên đai nguyên kiện, gọi là đẹp long lanh luôn. Đấy các bác nhé, thì bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với shop. Còn giá thì không hề rẻ. Đấy, giá anh em đã báo cho các bác là 6.000.000 kèm một cục đuổi nguồn. Đối với một cái nồi cao tần áp suất 1.8 mã NBZU18TD của Juliusi thì cuối video cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác có một buổi sáng tràn đầy niềm vui. Xin cảm ơn các bác.